Xin chào tất cả các anh em, thì tiếp tục hoàn thành mẫu hút mặt 5 mặt hàng cao cấp. Mẫu này là mẫu số 01 hàng cao cấp inox quyền đồng của vị khách ở Bầu Bàng, Bình Dương. Khách đặt cái này là cái thứ hai rồi nha tất cả các anh em. Đây là một cái sản phẩm hàng cao cấp, cho nên là độ tỉ mỉ, độ hoàn thiện nó cũng cực kỳ cao. Đầu tiên phải nói đến là cái móc, anh em thấy cái móc vẽ rất là đẹp, móc vuông. Tiếp đến là lưới dù phát tay và khung nan làm bằng inox viền di đồng hết nha tất cả các anh em. Những vị trí anh em thấy làm rất là tỉ mỉ. Mẫu này hiện tại chúng tôi đang phân phối với giá là 750 cành nha tất cả các anh em. Đó, anh em thấy là viền dây đồng, cái này gọi là viền dây đồng nha tất cả các anh em. Đó. Đó. Còn bệnh dây đồng thì nó khác, còn cái này là viền dây đồng. Viền có nghĩa là dây đồng sang sát nha, gọi là viền dây đồng. Mẫu này là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp, cho nên là anh em rất tự tin về cái độ nét cũng như là độ nhạy của cho cái sản phẩm này. Đó, đảm bảo với anh em là nó chỉ sập là chỉ sập một cánh thôi nha tất cả cái này. Đó. Đó. Thì anh em nào ưa thích mẫu này thì cứ inbox ha. Đó. Mẫu 01 hàng cao cấp nha tất cả cái này.